Ngọc Trinh lên đồ hở bạo chặt đẹp dàn mỹ nhân nhưng lại đột ngột bỏ về giữa sâu thời trang, chuyện gì đây? Dù được nhận xét là mỹ nhân càn quét thảm đỏ sâu thời trang vừa qua nhưng Ngọc Trinh lại bỏ về giữa lúc chương trình diễn ra. Ngày 20 tháng 3, dàn sao khủng Bits đã đồng loạt đổ bộ tại Phú Quốc để dự sâu thời trang của NKT Lê Thanh Hòa. Xuất hiện tại thảm đỏ, Ngọc Trinh thu hút mọi ánh nhìn vì bộ váy hở quá táo bạo, luôn tiềm ẩn nguy cơ bị lộ hàng ngay và luôn. Được diện đồ đúng gu lại còn có cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời ở Phú Quốc nên nàng Trinh nhà ta càng quét 7.749 góc và cho ra loạt ảnh sống ảo đỉnh cao. Tường hết tung tăng trên thảm đỏ, Ngọc Trinh sẽ tiếp tục ngồi vào hàng ghế đầu để thể hiện thần thái xuất thần khi xem các người mẫu trình diễn. Nhưng có ai ngờ được, nữ hoàng nội y đã bỏ về giữa sâu thời trang của người anh thân thiết. Lý do là gì đây? Ngày 20 tháng 3, Ngọc Trinh bất ngờ bỏ về khi đang dự sâu thời trang tại Phú Quốc. Trước đó, Ngọc Trinh đã xuất hiện tại thảm đỏ với bộ chặt chém dàn mỹ nhân. Không để dân tình tò mò thêm, Ngọc Trinh hé lộ tin nhắn với một người bạn và NKT Lê Thanh Hòa để lên tiếng làm rõ sự việc. Qua nội dung trao đổi, người đẹp cho biết do cô bị say nắng và rát da do thời tiết nóng bức, dẫn đến tình trạng sức khỏe không cho phép để tiếp tục tham dự show diễn. Được biết, nữ hoàng nội y được xếp ngồi hàng ghế đầu, nơi ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào. Dù ban tổ chức có trang bị quạt, dù và nón cho khách mời nhưng tình trạng sức khỏe của Ngọc Trinh cũng không đảm bảo để tiếp tục ngồi dự. Ngọc Trinh chia sẻ thêm rằng bản thân cô suýt xỉu tại chỗ, sợ làm ảnh hưởng đến chương trình nên mới về khách sạn trước để ăn uống và sau đó đã trở lại tình trạng tốt hơn. Khi nhận được tin nhắn hỏi thăm của NKT Lê Thanh Hòa, Ngọc Trinh đáp lại, không coi sâu ổng được. Ổng không giận mà còn sợ mình tung lên. Ngọc Trinh cho biết cô xém bị ngất do trời quá nắng. NKT Lê Thanh Hòa đã nhanh chóng nhắn tin hỏi thăm và được Ngọc Trinh giải đáp ngay và luôn lý do phải về sớm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.